Chào em, tôi rất hài lòng về những sản phẩm mà em đưa ra trong bản hợp đồng và tôi cũng đã trình bày cho ban giám đốc biết. Sau khi mà họp và thảo luận, ban giám đốc của chúng tôi đã quyết định sẽ ký hợp đồng với công ty của em. Ôi ngáp ghê vậy. Em ơi, anh Tùng đã biết rồi. Anh Tùng có mấy chân nữa hay quá. Đây là bản hợp đồng lớn lắm, anh gửi đi cho nó mới được. Vâng, mình về nhà báo luôn. Đi nhé. Chúng ta đã làm được thời gian giao hàng.